bác đang xem là một con âm ly đề nông, âm ly giải mã 5.1. Các bác có thể nghe một đôi loa to như thế kia, hoặc các bác có những cái loa sẵn 5.1 các bác có thể ghép vào cái âm ly này. Đấy. Khi nghe nhạc thì mình nên để hệ Sitte là hệ chuyên nghe nhạc, ấn vào nút Sure Mode này. Đấy. Ra các hệ âm thanh thì mình để hệ Sitte. Giá 2 triệu đồng các bác nhá, bề ngang 43, chiều sâu 30. Rất đẹp luôn, hàng bao zin bao đẹp cho anh em. Đặc biệt con âm ly này, đó là âm ly giải mã 5.1. Thì nó có loa front là loa chính, trái phải. Và đặc biệt con này có loa súp điện và cả súp hơi. Cả súp hơi nhá. Thường thì điện 100 nó không có súp hơi, nhưng con này có súp hơi. Có nghĩa là các bác có loa súp hơi đánh vào con này. Còn đây là giá súp điện này, súp điện nó chỉ cần tín hiệu nhạc như thế này. Điện 100V, 140W.